Năm có thể chia sẻ cho con không bà Năm? Thì có mẹ có xuống nói với là cũng như á, cái màn này nó thiên ma dữ lắm, con cũng gán cứu bà con chúng sanh dạy đã tu hiền cho nó chân chánh thì thiên ma nó không có vô được. Cái thứ gì nữa là mẹ nói tới đây đó, qua năm tới đó, thì cũng rất là nhiều thiên ma, có bệnh gì nó cũng có hết trơn. Nó sắp tới qua cái năm tới là nó dữ lắm. Tại vì trong giảng kinh của các bậc thánh nhân trước kia nó để lại đó bà Năm, là nói là sủ dần đa bệnh, lại còn đa binh, rồi hoặc là năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ có cuồng. Thì đó, thầy có nói tất cả những thánh nhân có nói là năm mẹo nè, năm giờ năm sau nè, sẽ là gối cuồng luôn, gối cuồng luôn. Nhưng ở đây cô được lệnh của mẹ nói xuống cho cô biết từ cái tháng 5 trở về dưới là dữ lắm. Mà em ăn Tết chỉ được năm nay là vui được, được cái Tết thôi. Chứ qua từ tháng 3, tháng 4 trở lên là nó lại gai rồi. Nó lại gai chứ không nhiều. Từ đó cuối năm là coi như là đa bệnh đa binh luôn. Trong giảng thầy nói đó, thầy nói đa bệnh lại còn đa binh đó, là đúng như mẹ cũng xuống điểm cho cô biết. Kinh sám cần lực Quan Âm, nhờ mẹ từ bi cảm ứng chứng minh. Nam mô Quan Tâm Bồ Tát. Con nguyện tâm nhập Như Lai tạng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Con nguyện gạn lọc tâm y trong. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con vượt thoát hầm ái dục. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đập vỡ khối trầm tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đủ phương tiện quyền năng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con xây dựng được tăng thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con chuyển hóa được hờn giận. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con nhớ được. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Dạ bất thành xin kính chào quý vị thân mến. Dạ thì hôm nay thì cũng rất là lâu rồi, thì cũng cô Năm thì cũng có lưu vu công chuyện nên Quốc Hành không thể ghé đến cô Năm được. Thì hôm nay thì Quốc Hành cũng ghé cô Năm để gỡ những ít tịnh tài bà con đã gửi cho cô Năm. Thì có một số tịnh tài thì bà con không có kêu Quốc Hành công bố thì Quốc Hành cũng giữ đó. Thì còn những cái vị còn lại thì sẽ Quốc Hành sẽ gửi riêng qua cho bên Zalo và Facebook. Còn bây giờ thì cô Năm ơi, cô Năm cho con được trò chuyện với cô Năm, hỏi cô Năm về những vấn đề Phật giáo, về những vấn đề tâm linh nghe cô Năm. Rồi con dạ. Hỏi đi thì cô Năm thì sẽ trả lời cho con để mà cho bà con ta hiểu biết. Dạ. Cô Năm ơi, thì cô Năm hồi nãy con có nghe cô Năm nói là thiên ma bây giờ rất là nhiều, mà thường thường bây giờ cũng có nhập vô những người trẻ như con nữa nè. Thì như thế nào thì con cũng nghe cũng sợ nữa, thì cô có thể giải thích cùng con không cô? Thì để cô Năm giải thích vấn đề mà thiên ma ha. Dạ. Để cho bà con biết để mà tránh, để mà cảnh giác. Dạ. Là cũng như bây giờ tuổi trẻ thì nó ít niệm Phật, nó ít tu, thì nói chung là thiên ma nó vô những cái người không có tu, không có niệm Phật. Dạ. Thì nó cũng vô. Nếu mà nó vô được rồi nó khống chế đó, là cái người đó đó không có còn biết ông bà của quyền nữa, coi như là không có còn biết cha mẹ ông bà của quyền gì hết. Rồi đến khi mà nó xâm nhập vô rồi đó em, thì là nó không còn biết nó chỉ là nó có thiên ở trên thôi. Dạ. Đó. Rồi càng ngày nó càng chữ cha chữ mẹ, nó không biết ông bà cha mẹ gì hết, nó sống là coi như nó khống chế rồi đó, là thiên ma. Còn thứ hai nữa đó là cái người tu đó, nhưng mà tu không có vững vàng, tu cái tâm mình không có được gọi là thanh tịnh để mà tâm vững về Phật, thì nó cũng vô luôn. Nó cũng vô, nó phá người tu, nó không cho tu. Mà mình muốn vững vàng để thiên ma nó không có vô được thì mình phải niệm Phật, nhất tâm, nhất tâm niệm Phật và tu hành cho chân chánh thì nó không vô được.
Tâm phải thiện thì nó không vô được. Nếu cái tâm mình mà có cái vọng tâm ác là nó sẽ vô liền. Đó. Thì nên là nói cho bà con biết phải gán mà giữ. Nhất là cái người tu thì nó cũng phá dữ lắm. Còn những người mà không có tu đi, đứa trẻ bây giờ là không có niệm Phật, không có biết cúng lại ăn chay niệm Phật đó, thì nó vô rất là nhiều. Người ta cũng nhờ cô nhiều lắm. Nhưng mà ở đây cô cũng có nói là nếu người tu á mà bị là đi lạc đường á, ăn chay niệm Phật cúng lại mà bị nó vô phá thì cô cũng giúp. Còn những cái đứa mà nó không có biết ăn chay niệm Phật, không có cúng lại nó hen, thì nó vô là cô không có giúp được. Bởi vì á, nói chung á, thì nước sông không phạm nước giếng. Có nghĩa là bên thiên ma nó cũng trên nó xuống. Thì mình tu ở đây á, thì mình không theo Phật. Mình cứ nhất tâm, hành tâm, niệm Phật cho được cái tâm mình có Phật. Và cái tâm mình từ bi, không có khởi lên những cái điều ác thì nó không vô. Đó, thì cô cứu được. Còn mà như vậy là như những tu trẻ bây giờ là không có cứu được, vì cái nhiệm vụ của nó cũng xuống đây, không tu nó có quyền bắt. Ồ vậy hả? Bị gì á, là thầy cũng có nói nè, con ma thì ma bắt, con quỷ thì quỷ diệt, mà con Phật thì Phật dắt. Đó, thì nó được, không tu thì nó được bắt. Đó, nên con không cứu những cái người đó được. Cô chỉ cứu những người là coi như là biết tu, ăn chay niệm Phật nhưng mà không có được dẫn, nó bị lạc vào đường đó, thì cô có thể, cô cũng không có bắt nữa. Xin là nếu quý vị có cái nhiệm vụ xuống trần gian này thì làm những, bắt những người không tu thì cứ làm đi, làm việc đi. Còn những người có tu, tôi xin quý vị tha. Đó, chứ mình cũng không có là bắt. Bởi vì là tu không tu cũng là tại mình, còn cái người không tu thì nó có quyền bắt. Thì là nói vậy cho bà con biết, mà tu thì phải vững vàng cái tâm, phải cái tâm mình mà khởi lên một cái việc ác là nó vô liền đó. Dữ lắm. Bởi vì mình tu á phải tâm từ bi, phải biết thương người, phải niệm Phật cho chí tâm chí thành đó. Thì là giữ được thiên ma không vô. Coi như màn này lọc lừa. Lọc lừa thì thầy cũng có nói đó, lọc lừa sàng sảy. Những người không tu thì lọc về bên kia hết. Từ nữa nó đem cái hồn về bển. Còn những người tu bên đây thì Phật dìu dắt mình. Mình tu cho Phật, mình tu cho trơn chánh, tu cho thật tâm thì Phật dắt mình về bên Phật. Đằng nữa mới sàng sảy, mới lọc lừa. Ví dụ giờ con thấy đi, thầy có nói nè, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thì bây giờ cái màn này đó sàng sảy lọc lừa đó, rồi cũng như những người không tu là nó đem về bến hết. Mà chưa đâu con ơi, bây giờ là khởi sự năm nay tháng này là nhiều lắm rồi. Bây giờ nói chung không gà người ta cũng rước cô đi, cô không có làm. Cái bà đó mãi lợi đó, còn đang nằm đó. Cái người đang nằm ngoài ha, đang nằm trong nhà đó. Nó đang lớn đi, tại vì cái mít trời mưa đó. Cái mình là cái người đó làm mới lại hồi chiều. Cô thấy rồi, cô biết rồi, cô mới thôi ở đây đi, tại vì cũng tu ăn chay cũng mười mấy năm rồi, cũng biết cúng lại cũng tu mà, nhưng không có biết. Con nói mình nói như tu á, thầy cũng nói tu như đương biết đáp. Đương đáp gành mới giữa xe lon, mà tu không có biết cách. Có nghĩa là đương không biết đáp đó. Tu mình không biết tu ha, tu lu bu không có đúng bài bản. Tu mình phải có thầy, có tổ. Ví dụ như mình quy theo thầy là mình phải làm theo thầy dạy. Còn nếu mình quy bên đó là sư trụ trì bên chùa thì cũng có bài bản của thầy chứ trụ trì dạy đâu nó ngăn nắp đó. Cũng như con mà có cha nhà có chủ thì nó không có lu bu, nó không có vô được. Còn tu mà con tự tu, con tu luôn sà bù là nó vô như thường. Nó vô hết luôn. Bà này là tu luôn sà bù vô. Lại đây nói tiếng thiên không? Tiếng thiên không á? Vậy là hồi nào giờ năm? Lại hồi nào tới bây giờ? Lại hồi lúc đó là 12 giờ. Là tới bây giờ này luôn. Bữa nay cô này ở đây luôn hả? Rồi bà ở đây chứ giờ tới Đồng Nai vậy. Ở ngoài Đồng Xoài á. Rồi thấy tụi nghiệp cũng lớn tuổi rồi, 55, 65 tuổi rồi. Cô thấy gì cô tụi nghiệp? Trở đi. Ở đây bắt tụng kinh. Tụng kinh hen, tụng kinh rồi cô nói nếu tôi muốn, chị mà cô mà muốn tôi cứu á thì cô phải ở đây một tuần. Về nhà một tuần, vô đây một tuần, có thể tôi xin là nhờ Phật tổ, nhờ Phật tổ mới được.
nhờ tặng được có Phật tổ, và cô cũng là, cũng như là giúp được hai ba người rồi. Và cô dùng thần lực của Phật tổ, cô chỉ phát ấn vậy ha, cô chỉ niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái người đó ngồi đối diện với cô ha, và cô chỉ niệm danh hiệu của Phật tổ, thì trong tâm cô giái là nhờ thần lực của Phật tổ từ bi phóng xuống cho con là xin cái người bên thiên ma này ra đó. Thì cô nói bây giờ quý vị cũng làm việc quý vị, thì bên nay tôi xin quý vị tha cái người này đi, cái người cái xác này đi, tha tôi sẽ xin cái xác này lại để người ta đi đường chánh đạo, còn quý vị đi kiếm những người mà không có tu đó thì làm việc đi. Nhưng là cô nguyện rồi xong cô là đọc, bắt đầu con biết không, chuyển một cái em có cái clip cho bên nào cô chuyển qua cho con coi. Rồi vậy hả? Mà bên cái sư cô bị cô quay dài quá đó, cái nó không có chuyển qua không được. Cổ bị bữa đó cô làm cái đứa nào quay chân á, cái sư cô tiếc quá con phải con lỡ tới lúc con quay. Ồ cái đó hen, mà con quay đi là bên mấy người mà bị thiên ma là biết hiểu liền. Nó chuyển hen, nó chuyển một cái hen, cái thằng nó lực hơn con lắm, mồ hôi nó đổ hen, áo nó ướt luôn. Bắt là cái cô mới chỉ làm thanh thôi, chỉ niệm danh hiệu Phật tổ Như Lai thôi, thì từ từ hen. Cái tôi nói thôi bây giờ nãy giờ chuyển nhiều quá rồi, thôi bây giờ nếu mà đồng ý thì quay lại Phật tổ Như Lai 108 đi. Quay lại 108, gật đầu đồng ý bỏ ra đó, là thần lực của Phật tổ. Chứ nói chung là mẹ ông anh cũng không có được nổi luôn. Thì cô qua đây nè, là thần lực Phật tổ Như Lai Phật ca. Cô nói lớn giùm con, tại vì cái trời này trời mưa đó cô. Quý vị cũng thông cảm, tại vì bây giờ thì trời ở ngoài đang mưa, thì Quốc Thành vừa mới đội mưa tới nhà của bà Năm. Nói chuyện như quen, nói nhỏ rồi nó lớn cũng ít nói. Tại vì trời mưa, bởi vì âm thanh có khi nó hút không có được tốt, bởi vì quý vị cũng thông cảm cho Quốc Thành và cô Năm đây. Thì cô Năm ơi, thì bây giờ đó có những cái trên cộng đồng mạng thì có những cái video mà nói về là hành căn, nói về là hành sát, vậy thì cái đó là như thế nào, thì cô Năm có thể giải thích cùng con không cô Năm? Thì để cô giải thích, hành căn hành sát là nó có ba thành phần. Một cái thành phần thứ nhất là tu chân chánh, tu thật tâm thì được cái điển trên về. Là không có hành đi lang thang. Là cái thứ nhất, là mình khi mình tu hành mà tinh tấn, mình niệm Phật rồi mình thiền định thì được cái điển của mẹ xuống. Chẳng những như cô đây đó, là được cái điển của mẹ xuống là không có nhập sát. Không có vô ga đó, không có vô lên xuống nhập sát gì hết, là chỉ được cái điển của mẹ xuống thì mình nghe được cái điển của mẹ, thì mẹ nói những gì đó. Mẹ nói thôi bây giờ con ra cứu đời để lập công bội đức, thì mình tuân hành theo là mẹ dạy, là mình ra mình cứu đời. Còn cái thứ nhì đó là coi như là cái phần tiên, tiểu tiên, tất cả những vị tiên ở trên mà cũng xuống ngang, chứ không phải là ở dưới này. Xuống dưới này rồi cũng không có cái phần xác á, cũng không có tu gành. Rồi những cái phần tiên ta xuống dưới trần này lâu rồi, người ta cũng không có biết cái đường là tu. Rồi cái xác nó cũng không có tu gì nhiều, cũng chỉ biết chút chút thôi. Thì vô lên trên núi múa ca nhảy quá trần luôn đó. Con thấy cái đó là những tiểu tiên ở trên xuống đó. Cũng tiểu tiên nha, xuống nhập vô rồi múa ca nhảy tưng 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 trên núi quá trần luôn hen. Và đó là thứ nhì. Còn cái thứ ba nữa đó là hành căn đó, cô nói hành căn đó hen. Là phần hành căn đó đó, hành căn là tiểu tiên hành đó, lên luôn trên núi múa men đó, hát ngâu nhu ngao đó. À, vì tiểu tiên ở trên xuống, mà những cái tiểu tiên nó nhỏ xuống trần này lâu quá rồi, không có biết đường tu để trở về. Rồi cái phần đó cũng không có biết tu nhiều, nên là nhập vô rồi lên trên đó ca múa hát gân hết trơn. Còn cái phần thứ ba đó là hành căn đó, là châm củ quyền. Châm cô củ quyền đó cũng có hai loại. Một là củ quyền mình tu đắc đạo, được nhận lệnh ở trên về để độ con cháu, thì trong cái đứa con cháu đó nó biết tu hiền ăn chay niệm Phật làm lành đánh dữ hen, thì cái trong cái gỗ quyền mình đó là cái vị đó tu đắc đạo được về có lệnh ở về cho ra mặt đi cứu dân độ đời. Là còn một trong cái gỗ quyền mà không có tu mà cũng về hành con cháu luôn,
hành mà đến đổi đi lang thang mà đói khát mà như khùng khùng điên điên luôn. Ồ, vậy đó, đến đổi như vậy luôn đó, chứ không phải là những cái củ quyền đó không có tu nên lạc vào đường đạo tà đạo, tà đạo. Nên là hành con cháu kia bằng đau chết lên chết xuống mà không có được làm cái gì luôn. Bởi vì đâu có tu có cái công đức, có được cái năng lượng, cái được cái đức hạnh và để ra cứu dân độ đời. Dạ. Đó, hành con cháu cứ đi lang thang, đau ốm liên miên chết lên chết xuống mà không làm được gì hết. Đó, là nó có ba loại. Loại thứ nhất là tu chân chánh niệm Phật, làm lành lánh dữ, tâm nhất không có lay động thì được điển ở trên xuống. Mà được điển ở trên xuống rồi đó là con biết không, phải có cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ là ở trên mẹ thấy tiền căn người này ở trên tiên xuống trần, nhưng bây giờ biết tu chân chánh thì mẹ sẽ cho ra để cứu đời. Đó. Cái đó giống như cô thấy giống như là cô đang nói cô hay sao cô? À. Yeah. Cô nói cô đó, nhưng mà cũng có những người cũng vậy. Yeah. Và là cô nói chung luôn chứ không phải là riêng về mình cô. Yeah. Đó. À, chung luôn như là những cái gì mà tiên người ta ở trên người ta có căn rồi đó, người ta đã có tiền căn tu nhiều kiếp rồi đó mà người ta bị đài xuống trần đó. Yeah. Thì người ta tu nữa, tu thật tâm, tu cho chánh định rồi đó thì ở trên mẹ sẽ thấy được, thì mẹ sẽ cho vô để về ra cứu đời. Yeah. Đó, cứu dân độ đời. À, thấy người ta gì giúp đỡ dạy ta tu hiền. Đó, là còn những vị mà tiên tiểu tiên thì xuống trần này múa hát không làm gì hết trơn á, bị gì xuống đây nhiều lâu đời rồi không có tu nhiều rồi cái xác nó cũng không có tu nữa. Yeah. Rồi lên chảnh thì múa nhảy tưng tưng vậy thôi chứ không làm gì được trơn. Yeah. Còn có trong cái củ quyền tu mà tu được là lệnh ở trên đắc đạo rồi trở về chảnh á, được lệnh của cha Ngọc Hoàng nha, sai xuống trần. Bây giờ ông xuống ông trong cái tâm chi con cháu của ông lựa cái đứa này nó có căn, ông sẽ chuyển cái đứa nó tu. Rồi ông muốn lập công bồi đức thì ông phải diễn cái xác đó cho nó tu đàng hoàng, chân chánh tu ra thật tâm thì ra cứu đời. Yeah. Đó, là nó có ba cái gì đó. Bởi vì nói cho bà con biết, chứ không phải mà nói trong của quyền về là được. Nó có hai thành phần, một thành phần không tu, một thành phần tu, được lệnh ở trên gì. Đó. Còn con được biết đó bà Năm. Có những cái giống như là những cái người mà đang bình thường như vậy như con nè, cái tự nhiên cái nó bị dông ngập vô hay là sao cũng biết, cái giật cái nhảy qua nhảy lại, cái đó là sao bà Năm? Từ đó là con biết không, cái đó là nó có ba loại ma nha. Yeah. Thiên ma, binh ma. Yeah. Rồi ma dưới trần gian này là ma đối, ma siêu mồ lọc mã, nó nhiều loại ma lắm. Yeah. Mà con cứ biết những cái đứa đó là không có niệm Phật, không có tu, không có niệm Phật giống thì... như vừa hồi nãy vừa bà Năm vừa nói vậy đó ha. Ừ. Yeah. Không có tu, không có niệm Phật rồi cái nó nhập vô. Yeah. Nhập vô có khi nó nhập vô cùng luôn. Yeah. Mà nếu mà cái đứa đó nó không có tu, không có niệm Phật nhưng mà được trong của quyền tu đắc đạo thì có thể giữ đứa cháu đó được. Còn trong của quyền không có tu, cái đứa đó cũng không có tu. Yeah. Thì tất nhiên nó vô liền, nó vô hen. Thứ nhất là nó khùng, nó vô một thời gian đầu nó chưa có khùng đâu, chừng một thời gian sau nó chiếm được cái não mình rồi đó, thì nó sẽ điều khiển là nó không, cái con người, cái hồn mình không còn nữa. Yeah. Là nó nói làm sàm là thiên ma, là ma đó, thiên ma có ngang, thiên ma mà vô không có cứu được, mà có thể ma ngoài đường này kia nọ thì cô có thể cứu được đó. Yeah. Còn như ma mà chưa mồi lạc mã là cô cứu được, mà nó thiên ma như mãi là không cứu. Bà Năm ơi, thì bà Năm cho con hỏi, thì lưu vu vụ vừa rồi đó, thì bà Năm có còn nhận những người bệnh nữa không bà Năm? Thì nói chung ở phương xa đã đến một hai người đó, thì bà cũng có nhận thấy người ta cũng khổ tội nghiệp. Yeah. Rồi cũng giúp người ta, chứ nói chung thì đâm quá thì không có dám. Yeah. Như người ta bệnh quá, người ta năn nỉ mở xa quá. Yeah. Một người hai người thì bà giúp, cô Năm giúp, còn không thì giúp trên điện thoại cũng. Yeah. Được, nó không bị. Yeah. Thôi thì con xin phép cô Năm là con nói cái điều mà lưu bu vừa rồi cho bà con cô bác được biết ha bà Năm. À, là như thế này, thì bà Năm đó thì cũng chỉ bệnh cho bà con miễn phí hết trơn quý vị, không có ăn tiền ai hết, nhưng mà cái mọi người đó thì bà Năm chị quá linh rồi,
lợi thì bệnh này bệnh kia, mà lâu quá bác sĩ cũng không chỉ hết, cái bà năm lợi rồi bà năm chỉ làm này làm kia thì hết, thật sự hết thiệt quý vị. Rồi cái những có cái những mà thành phần mà kế bên nhà hay là những người lân cận đó, cái họ thấy nhiều người lại quá, cái họ nói là tại sao nhiều người lại nhà vậy, cái một quá là họ ghen tị với bà năm, hai là họ nói là nhiều người quá lợi quá cái phản động, cái báo công an, cái công an lại thì nói cô năm không có gì hết, thì thôi bây giờ cô năm cũng tạm ngưng lại một thời gian đi, rồi cô năm muốn làm gì làm đó, thì bây giờ thì cũng sáng tỏ hết rồi, thì không có gì hết, thì cô năm bây giờ cũng bắt đầu làm lại bình thường, thì Quốc Thành thấy tội nghiệp cô năm lắm quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Thì cô năm có lời nào muốn nói không cô năm? Thì nói chung á là cô năm á làm á, nói chung bà con không có ăn ai đồng bạc đồng xu nào. Dạ. Mà có những người quá khổ lại đây là khiêng vô luôn đó. Dạ. Là cô năm còn cho tiền lại nữa để người ta đi xe về hoặc là người ta đi khám bệnh đó, chứ không có ăn tiền của ai, nói rằng bằng thật là có Phật tổ Phật thầy cảm ứng chứng minh luôn, hai bên nghe giác không có lấy tiền của bà con đồng nào mà giúp cho bà con, người ta không có biết tu. Dạ. Người ta đau hoài thì lợi là cô năm mới chỉ ở con tu vậy, con thờ vậy không đúng, con tu con thờ lại rồi con là tu sao sao dạy cho nó biết đó. Những cái người lại đây không có biết tu luôn rồi đau hoài, rồi cô chỉ về cũng lại biết thờ phượng đàng hoàng là hết bệnh. Yeah. Từ cái chỗ đó mà người ta đồn đãi ra đến đây với bà rất là nhiều luôn. Yeah. Chứ mà cô năm thật sự là không có lấy tiền của ai, là cứu dân độ đời thôi. Là cô được của mẹ, mẹ Quan Âm đó, là được cô được lệnh của mẹ kêu cô nói con gán cứu dân độ đời. Yeah. Màng ba này gán dạy chúng sanh tu thì chỉ dạy tu thôi chứ không có làm cái gì. Bệnh á không hết thì lại cô biểu ăn chay niệm Phật đi, rồi về làm lành đánh dữ đi, rồi thờ cúng lại đàng hoàng thì hết bệnh đó. Bao nhiêu người như vậy luôn chứ không phải một người, gần ta mới đồng đãi ra. Những người không có biết tu người ta đến người ta cũng nhờ cô năm mà là chỉ dạy cho con biết tu, giờ con không biết tu cách làm sao cho đúng đó. Thì tu ở đây á thì tôi cũng nói lên, cô năm cũng nói lên cho trên cộng đồng biết, thì cô là cũng tu theo đạo thầy, thì cô cũng lấy trong sấm giảng của thầy ra, cô cũng dạy cho chúng sanh bà con chứ không phải là đạo nào hết á. Yeah. Thì cũng lấy trong sấm giảng của thầy và của mẹ Quan Âm Bồ Tát chỉ dạy xuống điển cho cô, thì cô cũng chỉ dạy bà con tu không chứ không có nói cái gì khác. Dì bà Năm ơi, bà Năm cho con hỏi ha, thì vừa thời gian vừa qua đó thì mẹ trên con mẹ Quan Âm đó thì có tiết lộ điều gì cho bà Năm hay báo mộng cho bà Năm biết điều gì không, bà Năm có thể chia sẻ cho con không bà Năm? Thì có, mẹ có xuống nói là cũng như á, cái màn này nó thiên ma dữ lắm, con cũng gán cứu bà con chúng sanh dạy ta tu hiền cho nó chân chánh thì thiên ma nó không có vô được. Yeah. Cái thứ gì nữa là mẹ nói tới đây đó, qua năm tới đó, thì cũng rất là nhiều thiên ma, có bệnh gì nó cũng có hết trơn. Yeah. Nó sắp tới qua cái năm tới là nó dữ lắm, tại vì trong giảng kinh của các bậc thánh nhân trước kia nó để lại đó bà Năm. Ừ. Là nói là sủ dần đa bệnh lại còn đa binh. Ừ. Rồi hoặc là năm dần nhiều chỗ bơ dơ. Ừ. Bước qua năm mẹo như tơ có cuồng. Ừ. À, thì đó thầy có nói tất cả những thánh nhân có nói là năm mẹo nè, năm giờ năm sau nè sẽ là gối cuồng luôn, gối cuồng luôn. Nhưng ở đây là cô được lệnh của mẹ nói xuống cho cô biết đó, từ cái tháng 5 trở về dưới là dữ lắm. Mà ăn Tết chỉ được năm nay là vui được cái Tết thôi. Yeah. Chứ qua từ tháng 3, tháng 4 trở lên là nó lại gai rồi. Yeah. Nó lại gai chứ không nhiều. Từ đó cuối năm là coi như là đa bệnh đa binh luôn. Nhưng giảng thầy nói đó. Yeah. Thầy nói đa bệnh lại còn đa binh đó, là đúng, mẹ cũng xuống điểm cho cô biết như vậy luôn đó. Cái bệnh đó thì con không biết như thế nào nha. Ừ. Nhưng mà cái binh đó, cái binh là con thấy là binh như... là con biết âm binh. À dạ. Ừ. Binh. Âm binh của trên nó xuống đó. Yeah. Thiên ma nè, rồi âm binh nè. Rồi là ma cái bằng thiên ma, ma dưới này nha, ma dưới trần gian này nó ngang, còn thiên ma này trên nó còn mạnh dữ nè, rồi tới thiên ma rồi âm binh. Âm binh đó nó mới dữ. Âm binh là nó bắt. Tới đây nè, tới năm tới con để đi. Đang ngồi vậy đó, ngã ngang.
ngã ngang là nói chung là người đó không tu là nó bóp cái đầu cái giống bột. giống như bị đột quỵ ha. Gọi là bác sĩ mình gọi là đột quỵ đó. Yeah. Nhưng mà thật sự bên du di là nói là bóp đầu, bóp cái đầu là lật ngang. Ghê lắm. Bởi vì bây giờ bà con gán niệm Phật, gán niệm Phật cho nhiều, niệm Phật mà cho được cái tâm mình mà có Phật đó, thì mới giữ được thiên ma nghe. Cái tâm thiện không khởi ác, chỉ có thiên ma nó tâm khởi ác là nó vô liền đó. Yeah. Đó. Cái tâm thiện niệm Phật là được. Chứ bây giờ màn này là gấp gấp rồi, không có còn mà nói rồi. Cái gì nữa hen. Yeah. Chỉ niệm Phật với cái tâm thiện là được rồi đó, mà thiên ma nó không vô đó. Còn yeah. Không thôi là cái tâm mà ác một cái, nghĩ ác một cái là nó vô liền. Yeah. Đó. Thì lần trước con có hỏi bà Năm về cái chuyện gọi là giải trừ cái nghiệp, hoặc cái nghiệp mà gọi là có phá thai đó bà Năm. Ừ. Là người mẹ mà lỡ mang bầu ngoài ý muốn mà phá thai đó, thì những cái vong hồn mà của đứa con thì quán trách mẹ đó. Ừ. Thì có giống như hành mẹ rồi làm cho mẹ này kia. Ừ. Thì cũng có vài bà con cũng hỏi bất hành thì làm cách nào để giải trừ chuyện đó, thì bà Năm có làm được không? Được. Bà Năm có thể giải thích rõ ràng ngắn gọn cho con được không? Bà giác thánh an, cái đó cũng rất là nhiều, lại bà cũng giúp rất là nhiều rồi. Thì bà có một cái bài sám thai nhi. Yeah. Nha. Rồi bà mới dạy con về, con đọc cái bài sám thai nhi này, rồi con mới bới một miếng cơm, con để đồ ăn đó, để đũa đó, rồi con nói, kêu nói như hồi đó giờ mẹ không có biết, là mẹ cũng không có biết hôm nay mẹ đã nhận ra được rồi, tại vì hoàn cảnh gì nghèo khổ gì đó. Yeah. Nên không có giữ con là được, hôm nay mẹ đã biết ngộ ra, thì bây giờ mẹ sám hối cho con ăn về ăn cơm đi, rồi mẹ sám hối cho con đừng có hành mẹ đau nữa, rồi con là được nghe cái bài sám này mà con được siêu thoát. Yeah. Thì cứ đọc cái bài đó là cô có cho cái bài sám thai nhi luôn. Yeah. Rồi dạy cúng dữ đó là bao nhiêu cũng nhiều lắm rồi, bên Phú Quốc cũng có đây cũng có nhiều lắm. Nhiều lắm. Mà bây giờ hen là cô hướng dẫn là được nhiều lắm, nó được nhiều lắm rồi đó. Thế bây giờ bà Năm, tại vì bây giờ cái xã hội bây giờ nó không còn giống như trước kia nữa. Ừ. Kiểu như bây giờ nó tự do thoải mái lắm. Ừ. Nên là các anh các chị làm những chuyện đó rồi có những cái thai nhi ngoại muốn. Ừ. Cái phá thì rất là tội, thì Quốc Hành cũng khuyên bà con thì đừng nên làm vậy. Ừ. Thật sự luôn đừng nên làm vậy. Ừ. Tội lắm bà con ơi. Cho dù thì bà Năm có thể là trừ giải được cái chuyện đó, nhưng Quốc Hành không có khuyến khích hay là không nên làm những chuyện đó đâu bà con, thật sự. Bởi vì hồi trước đây như là hoàn cảnh nghèo khổ cũng có, rồi những cái đứa nó bồng bột cũng có. Yeah. À, những đứa nó bồng bột nó nông nổi rồi nó là cũng bị, rồi nó cũng đem đi phá. Yeah. Rồi những cái đứa mà gia đình nó quá nghèo khổ nó cũng không có khả năng, nó cũng có phá luôn. Yeah. Nên là cũng nhiều đứa nó lại đây, bà cũng giúp, cô cũng giúp cho nó là được hết nhiều lắm. Yeah. Cái đứa mình Phú Quốc ăn, nó nói bây giờ con hết bệnh rồi, con nghe lời cô Năm, con việc con làm y vậy đó, con cúng cho nó ăn, con đọc bài sám hối hàng ngày hàng đêm cho nó, rồi từ từ bây giờ nó khỏe khoắn đi làm được. Cái lúc đó đi làm không có được luôn, chỉ như bị bệnh này kia hoài đó, bệnh này bệnh kia ha, mệt mỏi rồi nhức đầu nóng lạnh, coi như giả dự không có làm gì được chứ mấy gì đó. Thôi thì nãy giờ thì Quốc Hành cũng giờ này cũng trễ rồi quý vị, thì Quốc Hành cũng đi xa, thì cũng ghé bà Năm xa, thì sáng thì Quốc Hành có nói là chắc chưa ghé, nhưng mà tới giờ này cũng trễ lắm rồi, tối rồi, chờ tối luôn rồi mà Quốc Hành mới ghé, thì cũng xin không làm phiền bà Năm nữa, thì cũng xin kết đời, thì Quốc Hành cũng xin chúc cho bà Năm thì tất cả anh em đã coi trong nước và ngoài nước đã coi kênh của Quốc Hành An Giang bấy lâu nay, thì cũng xin cảm ơn và chúc cho bà con là thân tâm thường an lạc, quả sớm viên thành, đã tu hành đến ngày thành công viên mãn. Thì bà Năm có lời nào nhắn nhủ tới bà con gần xa không bà Năm? Nam Mô Di Đà Phật. Thì cô Năm cũng có đôi lời nhắn với bà con cô bác. Thì bây giờ cái mạng này là nó dữ lắm, thiên ma nó xuống. Chỉ khuyên bà con niệm Phật cho chí tâm. Yeah. Với cái tâm thì thiện. Yeah. Đừng có khởi cái tâm ác là nó vô đó. Bây giờ mình giữ sao cho thiên ma đừng có vô rồi được rồi đó. Yeah. Chứ nó vô rồi là cái như không còn cứu được. Gán niệm Phật, gán niệm Phật cho thành tâm, niệm Phật cho được Phật vào tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, sáu chữ Di Đà ăn rồi là cái tâm mình phải thiện. Yeah. Đừng có khởi cái tâm ác là nó vô. Yeah.
Chỉ tu bây giờ giữ cho thiên ma đừng vô là được rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con Quốc Thành và bà Năm cũng xin kính chào tất cả mọi người. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc cho bà con là thân tâm an lạc, là biết tu hành tinh tấn để là được trở về.